Linh Lan xin kính chào quý vị khán thính giả kênh Quán Gió. Video hôm nay kể về sự tích sông Tô Lịch. Mời quý vị lắng nghe. Ngày xưa, về đời nhà Lý, có một ông vua bị bệnh đau mắt. Mấy ông thầy thuốc chuyên môn chữa mắt ở trong kinh thành cũng như ngoài nội thành đều được mời vào cung chạy chữa. Trong số đó cũng có những lương y nổi tiếng, nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô hiệu. Cặp mắt của vua cứ sưng lên, đêm ngày nhức nhối rất khó chịu. Đã gần tròn 2 tháng, vua không thể ra điện kinh thiện coi chầu được. Triều đình vì việc vua đau mắt mà rối rít cả lên. Những cung giám chạy khắp nơi tìm thầy thuốc và lễ bái các chùa đền, nhưng mắt của thiên tử vẫn không thấy bớt. Một hôm, có 2 tên lính hầu đưa vào cung một thầy bói từ núi Vân Mộng về. Ông thầy chuyên bói dịch nổi tiếng trong vùng. Sau khi gieo đốt mấy cỏ thi, ông thầy đoán: "Tâu bệ hạ, quẻ này có tượng vua rất linh nghiệm. Quả là bệ hạ bị thủy phương càn tuất xuyên vào mắt, cho nên bệ hạ không thể bớt được. Trừ phi chấn áp nó đi thì không có việc gì." Vua bèn sai 2 viên quan trong thành. Thuở ấy ở phía tây bắc thành Thăng Long có 2 con sông nhỏ, Tô Lịch và Thiên Phù, đều hợp với nhau để thông ra sông cái, ở chỗ cứ như bây giờ là bến Giang Tân. Họ tới ngã ba sông dựng đàn cúng Hà Bá để cầu thần về bệnh của vua. Đêm hôm đó, một viên quan ăn chay sẵn nằm trước đàn cầu mộng, thần cho biết: "Đến sáng tinh sương ngày 30, cho người đến đứng ở bên kia bến đò. Ai đến đó trước tiên lập tức bắt quản xuống sông, phong cho làm thần thì trấn áp được." Nghe 2 viên quan tâu, vua lập tức sai mấy tên nội giám chuẩn bị làm công việc đó. Một viên đại thần nghe thấy khuyên nhà vua không làm việc thất đức, nhưng nhà vua nhất định không nghe. Con mắt của nhà vua là rất trọng, mà mạng của một vài tên dân thì có gì đáng kể. Hơn nữa, sắp sửa năm hết Tết đến, việc đau mắt của vua sẽ ảnh hưởng nhiều đến nghi lễ long trọng và quan hệ của triều đình. Ở làng Cảo thuộc về tả ngạn sông Tô, hồi ấy có 2 vợ chồng làm nghề bán dầu rong. Người ta vẫn quen gọi là ông dầu bà dầu. Hàng ngày 2 vợ chồng buổi sáng đưa dầu vào thành bán, buổi chiều trở ra, vợ nấu ăn, chồng đi cất hàng. Hôm đó là ngày 30 tháng 11. 2 vợ chồng định bụng bán mẻ dầu cho một số chùa chiền. Vào khoảng cuối năm, người ta cần dùng nhiều dầu để thắp Tết. Họ dậy sớm, chồng gánh chảo, vợ vác gáo, cùng tiến bước đến ngã ba Tô Lịch Thiên Phù. Đến đây họ nghỉ chân trong lò canh đợi đò. Đường vắng tanh chưa có ai qua lại, nhưng ở trong chòi thì vẫn có 2 tên lính đứng gác. Vừa thấy có người, chúng xông ra làm cho 2 vợ chồng giật mình. Họ không ngờ hôm ấy lại có quân cấm vệ đứng ở đây. Tuy thấy mặt mũi chúng hung ác, nhưng họ yên tâm khi nghe câu chúng hỏi: "Hai người đi đâu sớm thế này?" Họ cứ thật sự trả lời. Họ có ý phân bua việc bán dầu hàng ngày của mình chỉ vừa đủ nuôi miệng. Chúng cứ lân la hỏi chuyện mãi. Chúng nói: "À, ra hai người cực khổ như thế đó. Vậy nếu có tiền thừa thãi thì hai người sẽ thích món gì nào? Nói đi, rồi chúng tôi sẽ kiếm cách giúp cho." Thấy câu chuyện xoay lại như thế, ông dầu bà dầu có vẻ ngạc nhiên. Nhưng trước những lời hỏi dồn của chúng, họ cũng phải làm bộ tươi cười trả lời cho qua chuyện. "Tôi ấy à," người chồng đáp, "tôi thì thấy một đĩa cơm nếp và một con gà mái ghẹ là đã tuyệt phẩm." Người vợ cũng cùng ý như chồng, nhưng có thêm một đĩa bánh rán là món bà thèm nhất. Thấy chưa có đò, 2 vợ chồng lấy làm sốt ruột, nói chuyện bài bây mãi, biết bao giờ mới vào thành bán bẻ dầu đầu tiên cho chùa Vạn Thọ. 2 người bước ra nhìn xuống sông, 2 tên lính từ nãy đã rình họ, bấy giờ mới bịt mắt họ và lôi đi sình sịch. Họ cùng van lơn: "Lạy ông tha cho chúng cháu chẳng có gì." Nhưng 2 tên lính chẳng nói chẳng rằng, cứ cột tay họ lại và dẫn đến bến sông. Chúng nhấc bổng họ lên và cùng một lúc ném mạnh xuống nước, bỏ tung sóng vỗ, cả 2 cái xác chìm nghỉm, rồi đó chúng cắm cổ chạy.
Lại nói chuyện, mắt vua sáng mồng 1 tháng chạp tự nhiên khỏi hẳn như chưa từng có việc gì. Nhưng ông giàu bà giàu thì căm thù vô hạn. Qua hôm sau, hai tên cấm vệ giết người không biết vì sao tự treo cổ gốc đa trong hoàng thành. Rồi giữa hôm mồng 1 Tết, lão chủ quán ở bên kia Giang Tân Phụ Đồng lên giữa chùa Vạn Thọ nói toàn những câu phạm thượng. Hắn nói những câu đất khúc như người ta đều hiểu cả. Đại lược là: chúng ta là ông giàu bà giàu đây, chúng mày là quân tàn ác dã man, chúng mày là quân giết người lương thiện, chúng mày sẽ chết tuyệt diệt, họ Lý chúng mày sẽ không còn một mống nào để mà nối dõi. Chúng tao sẽ thu hẹp hai con sông Tô Lịch và Thiên Phù lại. Chừng nào bắt đầu thì chúng mày đừng hòng trốn thoát. Những tin ấy bay về tai vua làm cho vua vô cùng lo sợ. Vua sai lập một đền thờ ở trên ngã ba Giang Tân và phong cho hai người làm phúc thần. Mỗi năm cứ đến 30 tháng 1 là có những viên quan bộ lễ được phái đến đây cúng ông giàu bà giàu với những món ăn mà họ ưa thích. Nhưng ngôi báu nhà Lý quả nhiên chẳng bao lâu lọt về tay nhà Trần. Dòng họ nhà Lý quả nhiên chết, tuyệt diệt đến nỗi chỉ người nào đổi qua họ Nguyễn mới hòng trốn thoát. Sông Thiên Phù quả nhiên cứ bị lấp dần cho mãi đến ngày nay chỉ còn một lạch nước nhỏ ở phía Nhật Tân. Sông Tô Lịch cũng thế, ngày nay chỉ là rãnh nước bẩn đen ngòm. Duy có miếu thờ ông giàu bà giàu thì hàng năm dân vùng Bưởi vẫn mang lễ vật theo sở thích của hai vợ chồng đến cúng lễ vào ngày 30 tháng 11.